Ok, xin chào các bạn đang xem video của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ khai thác một cái giống như cái khía cạnh mới mới xíu các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một cái người người Đức. Mình thấy là ông này hình như là bên Đức. Ông có một cái vườn cây bẻ kẹp siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó, nguyên một cái nhà kính luôn. Đó, ông đang đứng ông thuyết minh về một cái giống như là mình nghe là ông nói là về hoa đó, cái cách thụ phấn rồi các thứ vân vân. Hôm nay mình sẽ khai thác một cái chủ đề gọi là giống như là vừa vừa ngồi xem chung với các bạn mà vừa bàn luận coi coi là trong cái những cái video clip đó có cái gì. Rồi ok, giờ mình chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì thường thường á, mình không các bạn nếu như các bạn đã để ý trên những cái video của mình là mình rất rất là ít khi nào mà mình lấy những cái hình trên mạng về mà mình ghép thẳng vào bên trong video của mình. Vì mà thứ nhất mình có một cái hơi hơi kìa giống như là sao nhỉ, đúng rồi, là phải giống như là phải tôn trọng bản quyền của họ các bạn. Vì thứ nhất mình cũng đã bị một lần rồi, đó là cái video đầu tiên mà về cái cây bẻ kẹp của mình đã bị một người nào đó lấy và up lên kênh của họ. Bây giờ mình không có truy ra được cái kênh của họ ở đâu cả, không biết là họ có xóa kênh hay là gì không. Cái video đó là mình quay là cái cảnh mà cái cây bẻ kẹp nó bắt được con ruồi luôn nha các bạn. Tự kẹp luôn, cái rốt cuộc bị họ lấy mất. Từ đó là mình rút kinh nghiệm ra là mình sẽ không bao giờ mà giống như là hạn chế các bạn, chứ không phải là không bao giờ hạn chế mà lấy hình mà không có nguồn. Đây đó, như cái video này là mình sẽ không có phóng lớn lên nha các bạn. Mình cứ để nó nhỏ nhỏ vậy thôi, khi nào mà chúng ta cần phải soi một cái gì đó chúng ta mới phóng lớn. Mình có để một cái kênh YouTube của anh này, thì nếu giờ bạn thích thì các bạn có thể nhấn vào đăng ký nha. Win ra rồi ok, giờ chúng ta sẽ vào xem anh ấy nói gì nha. Tiếng có vẻ hơi, mình nghe có vẻ hơi lớn, không biết các bạn có bị nghe lớn không, nhưng mà ông này không nghe. Anh ấy anh nói bằng tiếng Đức không à. Bạn nào mà giỏi tiếng Đức thì các bạn có thể nghe được, và mình cũng không biết rõ là phải tiếng Đức hay không. Mình cũng không biết rõ là anh ấy phải nói tiếng Đức hay không. Giảm nhỏ bớt xíu. Đó, các bạn thấy không, một cái vườn siêu to khổng lồ luôn, quy chuẩn. Đó là lý do vì sao mà họ trồng lên được cây rất là đẹp nha. Anh ấy có thể trồng được một cái cây rất là đẹp, siêu chuẩn luôn. Thật sự là mình thấy hồi nãy mình mới xem có nửa video và cái mình thấy hay quá, thôi mình suy nghĩ là mình làm một cái khía cạnh mới mới xíu. Nói tiếng Đức không mà, nói chung là bạn nào mà giỏi biết tiếng Đức thì các bạn có thể là vào xem cái video trực tiếp luôn. Vì thứ nhất mình tìm cái phụ đề của cuộc là để các bạn thấy không, phụ đề bằng tiếng Đức thì mình cũng không biết tiếng Đức, mà tiếng Anh mình cũng không giỏi nên thôi, nên cứ xem tu qua xin phép rồi bỏ qua đoạn anh ấy thuyết trình về một cái vấn đề gì đó. Đây anh ấy nói gì đó mình cũng không biết nữa. Đây các bạn thấy không, trời ơi, phê chưa anh chồng nè. Các bạn thấy không, cây lên rất là đẹp nha. Đó là cái lợi ích mà có được một cái nhà kính. Anh ấy đang nói về cái bông đây các bạn thấy không, bẻ kẹp cái ra bông. Thì cái video này là mình thấy là đăng hôm 6 tháng 6. Là bây giờ bắt đầu là bẻ kẹp bên nước Đức là bắt đầu ra bông nè. Hình như là nó mới vừa ngủ đông dậy á các bạn, nó sinh trưởng là nó ra bông. Đây trời ơi, các bạn thấy chưa, quá trời các giống cây bẻ kẹp khác nhau luôn nha. Đây mình sẽ không lớn là xíu, hình như là mình cài đặt, chà mình chưa cài đặt lên HD các bạn, xem HD cho nó phê. Không to lên coi trong tấm hình này có những cái gì nha các bạn. Đây có một, hình như có một ID Dentata. Thì nếu giờ bạn nào mà có chơi hồi xưa là các bạn biết có một cái dòng mà gọi là đen đen ít breed hay
Một số người thì họ gọi là sát UK2. Ừ, thì cái cây đó là của vườn cây Bắc Mồi đó, rồi gọi là của vườn Nhan anh Tuấn đó. À, là anh đặt là đen XBRIT. Đợt đợt đó anh em cũng có một số bàn luận là phải là cái này phải là cây sát UK2 không, hay là cái đen BRIT, đen lai với BRIT thiệt. À, đây, phóng to lên sơ soi xíu thôi, vì thứ nhất là mình phải tôn trọng một xíu bản quyền. À, nãy đang thuyết trình về cái bông các bạn. Đấy, bạn thấy không? Chỗ có vậy là vừa vừa này có ảnh luôn nè các bạn. Các bạn thấy tên không? À, lúc đầu mình cũng đang định định làm một cái nem tác gì luôn cho nó ngầu ngầu các bạn, nhưng mà chưa có ý định. Đang định thôi chứ chưa có thực hiện. À, nãy cắt bông bớt nè. Đó, thật ra nếu giờ bạn nào mà không có cần thiết bông bông thì sẽ cắt. Vì thứ nhất là để bông là cây nó sẽ nuôi bông và nó sẽ không có đẹp nữa nha các bạn. Đây các bạn không, kẹp kẹp đang to mà tự nhiên ra cái bông cái thành kẹp nhỏ trở lại đó. Đó, anh trồng rất là nhiều, nguyên một cái nhà kính siêu to khổng lồ luôn. Tua qua nha các bạn, chứ giờ để mà nó anh nói mà mình không hiểu gì hết thì cũng hơi tốn thời gian. Đây các bạn thấy không, bông mấy kẹp nè đó, các bạn thấy không, đây là cái đặc hồi đầu mình có làm một cái video về cái thụ phấn cây cây mấy kẹp nè đó. Anh đang chỉ tới cái bông mà mới gì nở, đây cái bông mới gì nở nè, đây là bông nở nở khoảng chừng một ngày rồi nè. Anh đang nói về cái vấn đề mà hồi đợt trước mình cũng đã nói luôn rồi đó. Là thường thường là cái cây bẻ kẹp lý do mà phải thụ chéo rồi nó như thế này. Hai gọi là hai cái cơ bộ phận mà sinh sản của cây nó không nở cùng một lúc, tuy là cái bông của nó là bông lưỡng tính thiệt. À, tuy là bông lưỡng tính nhưng mà nó vẫn phải thụ vẫn chéo đây kìa. Nếu giờ các bạn muốn thụ phấn là các bạn phải lấy cái bông này nè, các bạn thụ qua bông này đó, gọi là thụ phấn chéo đó. Bạn thấy không, bung bung ra giống như cục bông đẹp vậy. Anh đang thuyết minh về cái cây này. Đây các bạn theo phía dưới này. Dưới quá trời kẹp với kẹp khác nhau. À, bây giờ anh sẽ thụ phấn nè. À, bô lâm là thụ phấn, mình cũng không biết là phải đúng không. À, đây sở dĩ gọi là thụ phấn chéo là bóc bóc cái phấn của cái bông khác bóc bỏ qua cây này. À, thì thường thường là cái cây này nó nở một ngày rồi là phấn phấn của cái bông này nè là nó sẽ bay đi mất. Nó bay đi mất thì nó sẽ không không có thụ phấn được cho chính nó, nên chúng ta phải mạng nó hơi chậm cơ. Đấy, anh ấy thụ phấn vào để các bạn không. À, khi mà thụ phấn thành công là nhìn nhìn vào trái là sẽ biết liền. À, dễ lắm. Đây để nói nó hơi khoác lác xíu xíu đợt vừa rồi mới thụ được con trái mà nói đây mình nhận định là cái trái này là đã đậu nè các bạn. Thì những cái trái mà nó không đậu á, nó lép xẹp. À, nó không có cái bầu bự bự như thế này. À, thử phấn chờ cây thôi, cái vườn anh đã thì các bạn mình nhìn mê luôn. Nhiều chưa, nhiều chưa. Rồi cái này mình chắc là cũng phải hơn 100 giống cây bị kẹp khác nhau đó các bạn. Hơn 100 á, để xíu hồi mình soi soi coi coi có cái cây gì đặc biệt không. Đó, một cái bạn hình như là một cái bảng tên là một cái cây khác nhau. Đó, nếu giờ nhìn bằng mắt thường thì mình thấy vậy, nhưng mà chúng ta phải nhìn trực tiếp cái bảng tên. À, cái cây đẻ đã không các bạn. Ôi
nha. Những cái cây bẫy kẹp thường thường nó sẽ khác nhau về cái kẹp và chính. Để coi cái cây này cây gì ta. À, Bloody Nose này các bạn. Ui, Bloody Nose nè. Nếu như bạn nào mà đã xem trên kênh của anh HT, hoặc là đợt vừa rồi mình có quay một cái video qua vườn anh HT đó, là có một cái cây gọi là Bloody Nose, là cô y tá đẫm máu chị Thu, chị thuyết minh đây. Bloody Nose khi mà nó lên lên kích cỡ đẹp này các bạn đó. Thì nếu như mà chúng ta soi soi kỹ thì phía dưới cái phần chất trồng là không, họ không có trồng dớn nha các bạn, họ trồng bằng một cái vật liệu gì đó giống như là đá hả. Thì có thể là phía dưới này nó còn một cái gì đó gì nữa, nhưng mà chúng ta thôi, chúng ta phải chịu thôi. Máy 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 mình khi mà chỉnh lên một full HD nó hơi hơi bị lắc, máy máy cũ mà các bạn nhìn chị. À, trời, sẵn cái video này review cái bông luôn các bạn, trời ơi, review cái cây cuối cùng review cái bông luôn, nhưng mà thật sự là nó sẽ không có thú vị nữa bằng bằng việc mà mình sở hữu chính tay, giống như là cái những cái video mà mình làm mình review trực tiếp trên tay của mình luôn. À, xem qua nó không có phê các bạn. À, chúng đây hay có một số cây khác nữa nè. À, có cây ra được hai tới hai bộ bông, cái cây này quen quen nè. Ừ, rất là nhiều gương mặt thân quen các bạn. Các bạn thấy không, một chậu lên rất là nhiều cây, lên rất là nhiều bông. Thì thường là nó sẽ ra bông lúc mà khoảng ngủ, nó ngủ đông xong ngủ dậy cái nó phát triển chừng một khoảng thời gian nữa cái là nó sẽ lên bông á. Ý, đây này có một cái bảng tên nữa nè các bạn. Eubia, không biết phải không ta, Eubia. Đây các bạn thấy không, những cái tên siêu lạ lẫm, thiệt mình cũng thấy lạ đó. Mình cũng thấy lạ nữa chứ không phải là kia đâu. Đây anh chiếu cận cảnh cái cây cho các bạn xem. Ờ, cái răng răng của nó hình như đặc biệt rồi các bạn, răng nó lộn chỗ, nó không có đều nhau đó. Không, nó không có đều nhau. À, sẵn review những cái cây cây mà xem trong clip luôn các bạn. Coi chúng ta soi được cái cây gì nữa không. À, nếu như bạn nào mà muốn mà tra tra cái giống như là cái, giống như cái hình dạng chuẩn của cây á, các bạn có thể vào vào cái trang này này các bạn có thể xem. Anh nè, anh có trồng rất là nhiều hố bẫy nè. À, cái cây gì để đây không lớn lên, chúng ta sẽ ngồi bàn luận xem. Trời, có cái error nữa nè các bạn, bị cái error, trời nó sắp error luôn rồi các bạn, sắp nó rụng, nó đen gần hết cái cây luôn rồi. Này bị kẹp gì đây, gì đó, fantasy hình như là vậy, fantasy là hình như là bất ngờ hay là cái gì đó, thì mình cũng không không có giỏi tiếng Anh. Đây các bạn thấy không, à, các bạn có thể xem cái video này mà các bạn có thể dự đoán được được cái hình dáng của cây mà các bạn đang trồng. Ta phải cây bị cái error, nó sắp error luôn rồi. Nó sắp bị lỗi luôn. Đây các bạn thấy không, mình nhận định là đây là cái lon chuẩn của nó luôn rồi đó. À, họ, họ họ trồng rất là đặc biệt, vì thứ nhất là nó hợp điều kiện khí hậu là sẽ lên đẹp thôi. Nói chung là một, à mình quên đó, có một số cái điều kiện mà của bên nước ngoài đó là khi mà đem về Việt Nam là sẽ không có trồng ứng dụng được nha các bạn, nên các bạn phải chắt lọc những cái điều kiện nào mà Việt Nam hợp lý có thể ứng dụng được thì các bạn ứng dụng nha. Ừ, thứ nhất là bên nước ngoài, đúng rồi, bên nước ngoài mình quên nói một điều là nó bên nước ngoài lạnh nha các bạn. Ừ, đối với mà mọi người, những người ở bên nước ngoài họ nói là nóng được thì tương đương là nhiệt độ bên nó khoảng chừng 20 tới 25 độ. Ừ, đó là họ gọi là nóng mà nóng nực luôn á. Còn đối với họ lạnh, lạnh là sao, lạnh là dưới dưới 0 độ hoặc là cỡ 5 6 độ họ gọi là lạnh. Đó. Còn Việt Nam mình là, nếu giờ để họ qua bên Việt Nam mình là chắc họ họ bị nướng chín luôn rồi các bạn.
nội 25 độ thôi mà đối với họ là đã nóng nực rồi, mà bên mình quốc cho 34 35 độ thì họ rất là khó để mà thích nghi, giống như quen được cái điều kiện đó. Đây chúng ta xem có cái gì. Giant Farm. Hình như là cái cây này là mình họ 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 đợt trước mình có lấy về nè, bẫy kẹp Giant, Giant Trap, và cũng là Giant Farm mà mình cũng không biết là đúng hay không nữa. Đó. Đúng rồi, đây nè, Giant Farm là giống như là cái hình dáng bự. Các bạn thấy không? Cây rất là đẹp. Giant Shark nữa nè các bạn. Phải không ta? Đúng rồi, Giant Shark nữa nè. Hôm bữa là mình mới lụm được có hai dòng Shark tuốt là bẫy kẹp cá mập đó các bạn. Và bên này vẫn còn nữa nè. Giant Shark là cá mập bự. Đây cây gì? Rolian. Rolian. Trời, nó thấy nó thảm thảm thương vậy sao. Thì thường thường á, những cái cây bẫy kẹp mà khi mà nó ngủ đông á là có khả năng nó ngủ luôn nha các bạn, dù mà bên trong cái điều kiện tự nhiên của nó vẫn có khả năng ngủ luôn. Nó ngủ đông là rồi xong rồi nó ngủ luôn. Đây chắc mình sẽ cắt cắt tạm video ở đây đi, chứ bây giờ là mình thấy là cũng khá là dài rồi. Nói chung á, nếu như mà các bạn thích cái giống như là cái khía cạnh mà mình khai thác về cái đi xem những cái clip mà của bên nước ngoài như thế này rồi chúng ta ngồi chúng ta bàn luận, thì các bạn hãy cho mình xin một like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm những cái video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Bye bye.